tên gọi cả năm xuất hiện khi người Pháp đào kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp. Kênh này cùng kênh Sáng cắt ngang kênh Xẻo Chính, tạo thành năm nhánh sông. Từ ngã năm xuôi về các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang. Ngay khi mới hình thành ngã năm, người dân nơi đây cũng đã nhanh chóng tụ họp giao thương buôn bán tại khu vực này và chợ nổi ngã năm xuất hiện kể từ đó. Người bán kẻ mua đều dùng xuồng, ghe để di chuyển và thực hiện các giao dịch trên sông. Đến với chợ ngã năm vào đúng thời điểm họp chợ, du khách sẽ thấy toàn cảnh khu chợ như một bức tranh sống động, nhiều màu sắc. Những chiếc ghe lớn nhỏ xuôi ngược nhộn nhịp, âm thanh náo động cả một vùng sông nước. Sự chất phác thật thà được thể hiện trong cách buôn bán cho đến lời mời gọi của người bán hàng. Chợ nổi ngã năm thường họp chợ vào khoảng thời gian trời đất còn đang mờ ảo, lúc 3-4 giờ sáng. Đến khi mặt trời lên cao, 7-8 giờ sáng chợ cũng đã gần tàn. Tuy nhiên cũng tùy vào thời điểm mà việc mua bán ở chợ có thể diễn ra cả ngày từ sáng đến chiều. Một đặc điểm nữa cũng rất thú vị tại chợ nổi ngã năm là những cây bẹo. Ở mỗi ghe đều có cây bẹo treo lủng lẳng phía trước ghe. Trên cây bẹo treo thứ gì là ghe đó bán món hàng ấy. Điều này giúp du khách và người mua hàng dễ dàng tìm thấy món hàng mình cần giữa một vùng sông nước bao la. Với người dân tại đây, những cây bẹo này có thể không cần thiết, nhưng với những du khách mới đến lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ trước cảnh mua bán trên sông nước, thì việc này giúp ích không nhỏ trong việc xác định phương hướng và tìm thứ mình cần. Là khu chợ chính phục vụ nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân. Bên cạnh đó, từ nhiều năm nay còn là một địa điểm tham quan hấp dẫn đối với khách du lịch. Vì vậy, chợ nổi ngã năm buôn bán đủ mọi mặt hàng, từ rau củ quả, thực phẩm cho đến cả những hàng cà phê, ăn sáng cũng đều có hết. Khách du lịch được phục vụ những món ăn đặc trưng của vùng sông nước. Chợ nổi ngã năm hiện nay vẫn còn mang nét dung dị nhưng hấp dẫn. Cái hồn đặc trưng của chợ nổi miền Tây được thể hiện rõ. Sự hấp dẫn của điểm du lịch này có lẽ đến từ chính những điều bình dị đó. Cũng vì thế mà nếu có dịp đến với Sóc Trăng, chợ nổi ngã năm là một địa điểm mà du khách cần trải nghiệm.